Dạ em Châu xin chào anh chị và cô chú bác. Bữa nay em có lên sóng một chiếc xe Dream Thái. Xe Dream Thái ha. Xe này là em dọn full mới. Em dọn này là khoảng 1 năm mà. Bây giờ em dọn năm mà. Giờ em không chạy nữa, em lên sóng em để lại cho anh em của chú bác chơi. Xe này đúng là Dream Thái ha. Xe dọn len can mới xanh luôn. Em chạy em chầm mền không ít chạy. Xe này em bán giá là 29 triệu. Anh em bắt đầu vô nhìn đây là xe chính chủ ngay em đứng tên ha. Phan Hồng Châu chính chủ ngay em đứng tên luôn. Biển số 70F1 92892. 92 là tiền lớn. 8 là phát tiền lớn phát. Em dịch là vậy em cũng biết dịch sao à. Đó, tiền lớn phát lộc tiền lớn gì đó. 92892. Biển số chiếc quay Thái 92E Rim Thái. Rim Thái tem lửa 92892. Xe này em bán giá 29 triệu. Xe đang nổ máy Ganti. Quay nổ máy từ clip tới giờ luôn là được 1 phút phút rưỡi rồi. Anh em nhìn xe này đánh giá cực kỳ chạy bốc luôn. Không uống không phí, chạy bốc. Để em tắt máy rồi em thả sơ qua em. Để em làm đèn kẹn đi. Nói chung xe dọn này thì anh chị cô chú bác biết rồi, đèn kẹn xi nhan nồi đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Máy im. Rồi em tắt máy ha. Em sẽ tả sơ sơ qua từ Dàn Long đi sơ quán. Bây giờ em sẽ vô cái phần ngoài tiếp đi. Tới cặp niền. Niền xem Gucci ha. Em cũng thay cặp niền xem Gucci Thái luôn. Đây. Xem Gucci ha. Cầm. À, cầm Thái luôn ha. Cầm Thái nhỏ nhện rí luôn. Xem Gucci ha. Cặp niền trước, cái niền trước. Và cái niền sau. Niền sau vẫn như vậy ha. Xem Gucci. Đây. Xem Gucci ha. Đây. Chữ ngay chân kim. Rồi. Cặp niền với câm là Thái ha. Rồi em vô cặp vỏ mới xanh luôn. Cặp vỏ ruột của rim mới xanh luôn. Vỏ 6 lớp. Mới xanh lớp anh thì kêu lớp á. Rồi anh chị nhìn ha. Xong. Tới cái mới cây phục mới. Nguyên cây phục luôn em. Nguyên cây phục là rim luôn. Rim xài hàng tổng kho luôn. Honda luôn em, Thái Honda luôn. Cặp phục 29 triệu đáng giá đồng tiền lắm ha. Chạy làm cổ không có lỗ đâu. Ngay phía trên biển số đẹp đó. Rồi bắt đầu tới cái bô. Cái bô này cũng mới luôn em. Này em thấy cái tay em chùi là không mà mới xanh vậy nè. Cái bô là bao anh em là hàng mới xanh luôn. Em mua 1 triệu mấy luôn. Triệu mấy gần 2 triệu. Nè cái cổ bô nó vậy nè. Nguyên cái bô nó cổ bô nó vậy đó. Rồi tới cái yên. Cái yên này là cái yên sắt ha. Yên sắt yên Thái nha anh chị cô chú bác. Nhìn nó khác người ta chứ không phải là nhìn là nó dọn kiểu dọn thì cái yên này là cây nguyên cây yên sắt ha. Yên sắt của Campuchia ha. Thái nha. Cái này là bằng sắt ha. Bằng sắt chứ không phải mũ ha. Nguyên cái yên sắt. Mua nguyên yên sắt luôn. Nguyên cái yên là vỏ ruột ấy là trong cái thùng luôn. Mua về là ráp vô luôn. Yên yên hồi xưa nó là yên sắt. Xe này yên sắt vẫn là sắt. Em nhìn ốc bán á. Đây. To dưới này cũng Honda luôn em. Cổ Thái luôn. Gắt chân nè. Anh chị của chú bác nhìn nè. Nó bự như dây nè. Có bẩn nữa nhưng mà không gắn bẩn em chạy về quay cho nó dễ. Đầu lồng á, đầu lồng Dream Thái nha. Đầu lồng Dream Thái. Bỏ lâu quá không chạy cũng xe để bắn dầu lại. Cổ nè. Cổ của em mình xăng. Dây điện luôn. Áo luôn.
đây quay cho anh chị cô chú bác xem. Đầu Kim Thái nè ha. Lồng Kim Thái nè, bình xăng Kim Thái nè, cổ nè. Cổ đề nè. À, cái giò thắng nè. Và giò đạp nè, giò đạp của Thái luôn nè. Xe này là tem áo nè, áo Honda Thái luôn ha. Áo Honda ha. Dạ. Honda giá xịn nha. Không có thay cho ba đồ lô trong đây. Cầm này bên đây riêng, có cầm bên đây là em thấy nó mới quá, không biết có cầm xếp bay hay là Thái. Cầm này thay mới, bên đây thay mới. Giá 29 triệu đáng đồng tiền. Anh em Tây Ninh là mua xe này chơi được, bị số 92892, một chiếc Kim Thái cực kỳ luôn. Xe này đã làm đầu lòng làm máy rồi á. Nguyên đầu lòng làm máy rồi cho nên máy móc em bao anh em 2 năm luôn, 3-2 năm chạy. Có gì cứ hú em. Xe này mới sạch sẽ lắm, tại nãy mưa qua bụi á, chứ mới xanh nè. Xe này là làm đầu lòng làm máy rồi. Dọn phun mới 29 triệu. Nhà em là gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại của em là 0974499005. Số điện thoại đó em có Zalo luôn ha. Xe này là coi số đầu của xe là số đầu máy 80 ha. Số đầu 80. 80 là Kim Thái hàng 3 cục. Em biết vậy. Rồi em hẹn gặp lại video kế tiếp đi ha. À, có khách rồi.